Ngày 14 tháng 3, Ban Liên lạc Hội Cựu Chiến binh nhập ngũ tháng 3 năm 1975 phối hợp với Hội Cựu Chiến binh huyện đã tổ chức buổi gặp mặt truyền thống kỷ niệm 40 năm ngày nhập ngũ tháng 3 năm 1975, tháng 3 năm 2015. Trước khi bước vào buổi gặp mặt, Hội đồng ngũ đã đến dâng hoa và dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ huyện để tưởng nhớ tới những đồng chí đồng đội đã anh dũng hy sinh để bảo vệ độc lập tự do của Tổ quốc. Tại buổi gặp mặt, các cựu chiến binh nhập ngũ tháng 3 năm 1975 đã cùng nhau ôn lại kỷ niệm của những năm tháng chiến đấu hào hùng. Cách đây 40 năm, theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, hơn 500 người con của huyện Kim Bôi đã xung phong lên đường nhập ngũ, tiếp bước truyền thống đánh giặc cứu nước, bảo vệ Tổ quốc của các tầng lớp cha anh. Các cựu chiến binh nhập ngũ tháng 3 năm 1975 đã rất vinh dự tự hào khi được tham gia chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Sau giải phóng, những người lính ngày nào đã nhận những nhiệm vụ mới. Người ở lại tiếp tục phục vụ quân đội, người trở về hậu phương vào nhà máy, xí nghiệp, trường học, người trở về quê hương gắn bó với ruộng vườn. Phát huy truyền thống của những người lính bộ đội Cụ Hồ, các cựu chiến binh Hội đồng ngũ tháng 3 năm 1975 đã động viên nhau làm việc có trách nhiệm, sống có nghĩa, có tình, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được Đảng, Nhà nước, quân đội giao cho, tích cực tham gia phát triển kinh tế, góp phần xây dựng quê hương Kim Bôi ngày càng giàu đẹp.